để chúng ta có thể gửi cái email đó, và cách nào để chúng ta có thể đo lường được cái email mà chúng ta có thể gửi đi được. Giả sử chúng ta nhận được một cái email của công ty ha, mình sẽ mở một email của công ty. Rồi, thì đây là một cái email từ công ty gửi tới cho những cái người sau khi họ đăng ký. Và bây giờ mình sẽ suy nghĩ ngược lại, làm sao chúng ta có thể gửi được một cái email, một cái nói về một cái sản phẩm sắp ra mắt cho những người bạn của chúng ta với một cái chuẩn, làm sao chúng ta có thể làm cho nó thật là đẹp, chuyên nghiệp và truyền đạt đầy đủ những cái thông tin. Thì đó nó gọi là một cái công cụ gọi là email marketing. Thì mọi người thông thường á là chúng ta luôn luôn sử dụng hộp thư là Gmail đúng không? Chúng ta thường nhận thư mà chúng ta chưa bao giờ gửi một cái thư đúng không? Tức là đôi lúc mình luôn luôn nhận được những cái email chào đón, chào mừng, giới thiệu. Ở đây đây mình mở đây, ở đây có rất là nhiều cái email. Ở đây rất nhiều cái mail về sản phẩm, về nói về giới thiệu về một cái gì đó, một cái chương trình, một cái buổi ra mắt. Có rất 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 nhiều mail, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ chúng ta biết cách nào chúng ta sẽ gửi một cái email với một cái thông điệp mà chúng ta muốn gửi cho khách hàng, hoặc là đối với một cái khách hàng chưa bao giờ quen biết, hoặc là một cái khách hàng trong cái danh sách của chúng ta, hoặc là những cái người bạn lâu năm. Bởi vì cái việc email này á, cái làm sao mà họ có thể mở được, thì đầu tiên á là họ sẽ nhận dạng qua cái tên. Cái tên, ví dụ ở đây chúng ta sẽ liệt kê sơ một số cái email, thì chúng ta sẽ thấy cái tên đầu tiên. Có rất là nhiều cái tên, thì đối với cái tên nó cũng quan trọng, nó sẽ định dạng được đó là của ai gửi đến để họ quyết định họ mở. Và cái thứ hai là cái nội dung, đó là cái title, cái là cái tiêu đề của cái email. Cái tiêu đề của email làm sao chúng ta mà cái người mà họ nhận được cái email họ quyết định họ mở, thì cũng là quyết định cái việc mà kết quả của chúng ta, cái nội dung chúng ta truyền đạt được. Và cái thứ ba, cái quan trọng của một cái email đó là cái nội dung hình ảnh. Giả sử ở đây mình sẽ thấy một cái email từ công ty gửi tới, thì mọi người có nhìn thấy là những cái hình ảnh và những cái nội dung nó rất là làm cho người ta bị chú ý, người ta sẽ quan tâm, hoặc là khi chúng ta đăng ký một cái round sẽ có một cái mail từ công ty gửi đến. Thì bây giờ chúng ta làm sao, thông thường á theo thói quen á, mọi người sẽ lấy cái email này có một cái thông điệp này đó, chúng ta sẽ gửi đi cho bạn bè, thì chúng ta gửi bằng một cách là rất là thủ công đúng không? Chúng ta sẽ soạn một cái thư, chúng ta có thể forward cái mail này đến một cái người nào đó. Rồi chúng ta sẽ chuyển tiếp đây, chúng ta chuyển tiếp nội dung đến một ai đó, chúng ta mời họ, chúng ta viết một cái gì đó. Thì đó là một cái cách thông thường của một cái email. Nhưng đối với những cái người mà họ làm tiếp thị đó, thì họ không bao giờ họ viết mail vậy đâu. Họ không bao giờ cái kiểu truyền thống, tức là viết một cái email rồi gửi một cái thư tới rồi CC những người này người kia người nọ. Thì nó sẽ có một cái công cụ, nó là cái công cụ email chuyên soạn một cái chiến dịch, một cái nội dung, và chúng ta gửi hàng loạt tới những tất cả những cái người mà trong cái danh sách của chúng ta muốn gửi. Và cái nội dung đó nó sẽ có một cái mẫu thiết kế, thì tùy theo cái chuẩn mà chúng ta chọn. Thì ở đây á, là Phan muốn chia sẻ luôn như vậy. Ở trong cái mảng mà những cái công ty tiếp thị liên kết á, thì họ sẽ chuyên thiết kế những cái template như vậy, tức là họ sẽ sẵn sẵn sàng chuẩn bị cho ta những cái banner, những cái mẫu 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 thông tin truyền đạt, để chúng ta chỉ việc là chúng ta mang cái đó và chúng ta đưa cái đường link vào và chúng ta gửi đi, thì cái truyền thông nó sẽ được lan tỏa từ cái link của chúng ta. Và cái công ty họ sẽ luôn là cái người soạn những cái việc đó, mà chúng ta không cần phải sáng tạo bất cứ một cái nội dung nào. Thì ở đây mình muốn là gì? Tại vì hiện tại á, đây là một cái sản phẩm đầu tiên của CrowdOne, Mister là một cái sản phẩm đầu tiên, và nó có một cái link để tiếp thị liên kết. Thì bắt đầu chúng ta là cái người thực hành trong cái việc là
dùng cái mẫu này để chúng ta để có thể là lan tỏa và liên kết cái những cái người mà muốn họ muốn tham gia. Bởi vì ở trong cái ngành tiếp thị liên kết này nó có một cái hay là khi mà bất cứ một sản phẩm nào của Rao ra đời thì chúng ta đều có thể dùng cái sản phẩm đó để chúng ta tuyển dụng, chúng ta mở rộng cái hệ thống của chúng ta từ cái link đó. Tại vì những cái người đăng ký với Mister thì xem như đó là những cái thành viên trong tương lai của Rao dưới hệ thống của chúng ta. Thì mọi người có thể là hôm nay đây là lần đầu tiên chúng ta học cái cách tiếp thị liên kết. À, buổi vừa rồi là chúng ta học cái cách tiếp thị liên kết từ Facebook. À, Facebook thì chúng ta làm một cái fanpage, thì đây là cũng là một cái mảng mà chúng ta làm sao chúng ta lan tỏa cái đường link. Thí dụ ở đây có một cái bài viết nó có một cái đường link, thì có phải là chúng ta đang tiếp thị, chúng ta chia sẻ, và cái mẫu template này chúng ta không cần phải sáng tạo, chúng ta không cần phải suy nghĩ nội dung, chúng ta không cần phải design, chúng ta không cần phải thiết kế, chúng ta cũng không cần phải phải làm gì nhiều ngoại trừ là chúng ta copy paste và chúng ta chia sẻ. À, và những người mà không có mối quan hệ rộng thì họ chỉ có việc là thực hành theo cái hướng dẫn và quảng cáo. Thì giả sử hôm nay mình sẽ cho những cái người mà trước không vắng mặt cái buổi trước á, chúng ta có thể nhìn lại những cái buổi học, và sau này để chúng ta có thể dùng những cái cách online này, chúng ta khi mà chúng ta không có, tức là chúng ta dù cho những cái điều kiện nào khó khăn nhất chúng ta vẫn kiếm tiền được, chúng ta vẫn lan tỏa, chúng ta cũng phát triển hệ thống của chúng ta được từ những cái sản phẩm của Rawan ha. Rồi cái thứ hai ở đây mình muốn show cho mọi người biết là cách nào chúng ta có thể tiếp cận được những cái khách hàng mà chúng ta muốn họ thấy được cái email của mình. Giả sử ở đây có một cái email. Hôm nay là mình nói cái tổng quan trước rồi mình sẽ hướng dẫn cụ thể sao ha, cho mọi người có một cái nhìn rộng về cái cách sau khi chúng ta học về cái cách fanpage thì kế đến chúng ta sẽ học cái cách viết email. Sau học web email thì chúng ta sẽ học về Google. Sau học Google thì chúng ta học về cái YouTube. Thì tất cả những cái việc mà mỗi cái buổi hôm nay nó sẽ liên kết lại với nhau, nó rất là chặt chẽ. Nó gần như là chúng ta có thể kiểm soát được cái đám đông, cái khách hàng của chúng ta trên một cái hệ thống online như vậy. Ở đây là những ai mà chuyên nhận những cái email quảng cáo thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây. Đây. Giả sử chúng ta sẽ nhận được một cái email thế này. Thì làm cách nào chúng ta sẽ tạo được một email như vậy? Thì đó là một cái cách mà chúng ta trong tương lai chúng ta cũng sẽ phải thực hiện được cái việc này. Rồi chúng ta sẽ soạn một cái email, chúng ta lên một cái sự kiện mà chúng ta gửi tất cả những cái người khách lạ nhất, tức là họ chưa bao giờ nằm trong cái danh sách chúng ta nhưng họ cũng nhận được cái email, nó gọi là email quảng cáo. Thì làm sao chúng ta chạy được quảng cáo như thế này, chúng ta tiếp cận những cái khách hàng như thế này để họ thấy được là có một cái chương trình đang diễn ra và chúng ta là những cái người mang cái tiếp thị liên kết này đến những cái khách hàng mà chúng ta muốn họ thấy được và họ quyết định. Ví dụ ở đây nó có một cái chương trình là giảm 1,5 triệu VSMAT gì đấy, có một cái nội dung như thế này, thế là mình click vào đấy, tức là chúng ta sẽ vào cái trang. Giả sử chúng ta sẽ nghĩ ngược lại, chúng ta sẽ làm một cái chương trình nói về sản phẩm mà Rawan sắp ra đời, chúng ta sẽ có một cái nội dung của công ty thiết kế sẵn, thiết kế toàn bộ về những cái giao diện và chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta chạy một cái quảng cáo trên cái email Gmail này và cái người xem họ tiếp cận được, họ click vào, họ đăng ký với cái tài khoản của chúng ta và họ thuộc sở hữu cái hệ thống của chúng ta từ cái đường link liên kết đó, nó gọi là tiếp thị liên kết. Đó. Tức là đôi lúc chúng ta thường hay hỏi tôi đâu có biết sử dụng cái những cái công cụ online này, tôi đâu có khách hàng, tôi đâu có danh sách, nhưng cái việc tiếp thị là cái việc chúng ta học được để chúng ta làm sao quảng cáo cái chương trình của chúng ta đối với một khách hàng mới. Tức là khách hàng mới là gì? Nó giống như là ở đây ai đó
ai đó, mình không biết cái người này là ai hết, mình không biết cái người này chủ của cái quảng cáo này là ai hết, nhưng mà chúng ta thấy được một cái thông điệp và chúng ta xem và chúng ta thấy nó hấp dẫn, chúng ta click vào và thấy một cái công ty có một cái nền tảng hay và chúng ta đăng ký, thì cái người mà đăng ký họ không cần biết cái upline mình là ai, cái người giới thiệu mình là ai, họ chỉ biết cái đường link này từ một cái công ty là CrowdOne nó gửi tới. Thì những cái người làm tiếp thị liên kết họ chỉ học cái cách làm sao chúng ta vận dụng được là chúng ta đem cái tiếp thị này với cái đường link của chúng ta đến cái người khách hàng ha. Đấy, hôm nay là mình là cái người khách hàng của cái quảng cáo này, và khi mình đăng ký xong á thì mình cái hoa hồng của VMAX này nó trả về cho cái người quảng cáo. À, mọi người hiểu chưa? Mọi người tương tác nha. Mọi người có không hiểu thì có thể mình nói lại. Lãnh đạo không làm cái mũi trên con chuột khi di chuyển. À, cái này chưa biết, để coi share cái màn hình sao. À, xe con chuột đúng không? Khó quá hả? Không không, mình nên nên học cái bất 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 cứ một cái công cụ online nào nó hỗ trợ công việc và cái sự nghiệp của mình thì mình phải học. Mình không học thì mình vẫn nghe, nghe để mình bắt đầu mình tiếp cận được, thì sau này khi mình bắt gặp những cái gì đó mình biết cái vấn đề đó là họ đang vận hành, là nó đang vận dụng. Bởi vì công việc của chúng ta là ông chủ đang nói là 100% online, thì nếu mà có nhiều người họ làm offline quen rồi mà họ nói 100% online, họ chưa biết online như thế nào, thì chúng ta nên bắt đầu chúng ta học được. Chúng ta có những cái clip như thế này chúng ta sẽ chia sẻ cho đội nhóm để chúng ta có thể tiếp cận được cái cách là tiếp thị liên kết và kinh doanh sản phẩm online ha. Từ từ nha, để share cái con chuột nó nằm ở đâu. Mọi người có nhìn thấy con chuột chưa? Có nhìn thấy cái con chuột trên màn hình chưa? Có ai nhìn thấy? À, thấy rồi hả? Ok. Rồi mình nói lại ha. Hôm nay là mình sẽ học cái cách làm sao chúng ta tiếp thị liên kết một cái email. Anh làm video rồi gửi các thành viên đâu? À, cái này chỉ đào tạo trên đội nhóm của MyRawan thôi, chứ mình cũng không có phổ biến hết. Tại vì cái này mình chỉ tập trung vô hỗ trợ. Bởi vì nếu mà những cái clip này nó lan ra ngoài thì sẽ cũng cũng không không cũng ảnh hưởng đến những cái đội nhóm của MyRawan, bởi vì mình muốn là phát triển cái cộng đồng MyRawan cùng cống hiến cùng chia sẻ. Xin lưu video lại. Ok, có lưu lại rồi. Cái này sẽ gửi cho mọi người sau. Ở trong cái kênh YouTube đó, nó của kênh YouTube của bên bên Crowd1 Reviewer luôn luôn cập nhật những cái clip này nhé. Rồi mình sẽ nói lại. Thì mà đầu tiên á, để có cái công cụ mà chúng ta gửi mail, chúng ta gửi một cái email đi, thì chúng ta phải cần một cái dịch vụ, đó là một dịch vụ thứ ba. Thì các anh chị, những ai mà đã học marketing online đó, thì thông thường sẽ các cái diễn giả họ sẽ chốt cái sale, cái phần gọi là cái chương trình gọi là email marketing. Email marketing, nói email marketing là gì? Tức là cách tiếp thị bằng email. Thì cái cách tiếp thị email nó rất là đặc biệt. Giả sử anh chị đã từng học, những cái diễn giả thường là nhận cái email của một cái người nào đó, họ cứ gửi email nói về cái chương trình khóa học. Ngày hôm sau chúng ta lỡ đăng ký vào một cái thông tin nào đó của một cái diễn giả đó, họ mình sẽ nhận được nhiều cái gọi là cái chào mời, đúng không? Cái chào mời tức là mình không muốn nhận, nhưng mà mình vẫn nhận được cái chào mời đó, và mình cứ nhận hoài mà mình lại có khi mình không đọc mà mình lại nhận tiếp. Thì cái email tự động này nói là như vậy: cái người đó không có rảnh để ngồi viết mail riêng cho bạn, đôi lúc bạn sẽ nhận được cái email và bạn cứ nói là cái anh này tại sao họ quan tâm tôi, anh này tại sao họ lại thích tôi, nghĩ tôi là mua hàng của ảnh, cái anh này tại sao nghĩ tôi là một cái đối tượng tiềm năng. Thì trong cái email tự động đó, nó sẽ xác nhận được cái đối tượng là khách hàng của cái sản phẩm đó.
Ví dụ mình lỡ mình click vào Tiki, à, mình đăng ký mua hàng một cái Tiki nào đó và ngày hôm sau mình nhận được email của Tiki, à, hoặc là mình nhận vào một cái email của Shopee và mình nhận một cái gì đó mình vừa mua hàng, thì mình thấy cái email họ chăm sóc liên tục mờ lắm anh Hoa ơi, làm sao để rõ đây? Anh Mang Khoa ơi, màn hình mờ không thấy luôn á. vậy thì do mạng à. Không À, để phải mà do là mình truy cập à, nhiều nhiều không chỗ phải, này. anh thấy rồi, anh thấy rồi, anh thấy một cái check là optimize screen share rồi, anh chọn lại nè, mọi người có nhìn thấy rõ chưa? Ok, zoom nè. Rõ chưa? Bởi vì anh thấy có một cái check nó là optimize. Ok ha. Thì ở đây cái công cụ mà email mình gửi cho khách á, mình cũng vậy, tức là cái công cụ này là một cái công cụ tự động ha, mình viết một cái đơn hàng, một viết một cái chiến dịch và mình mong muốn là tất cả những cái người nào họ nhận được họ sẽ hành động một cái điều gì đó. Thì hôm bữa là mình có hướng dẫn cho mọi người đó là khi mà làm fanpage đó thì cái việc đầu tiên chúng ta là chúng ta phải có những cái hành động cụ thể. À, giống như là chúng ta truyền đạt một cái quảng cáo mà chúng ta không có chốt sale thì chúng ta vô tình chúng ta đưa cho họ một cái món ăn mà chúng ta không có mời họ ăn, không có mời họ trả tiền và là không có mời họ mua, thì cái đó là một cái thiệt thòi. Giống như mình chúng ta viết một cái mail rất là hay, cái nội dung truyền tải rất là hay mà chúng ta cái người đó họ không biết cách nào để họ click đăng ký, tức là chúng ta đã thiếu sót trong cái việc là kêu gọi hành động. Mà kêu gọi hành động á, là một cái gì đó thôi thúc cho cái người khách hàng họ quyết định họ họ đăng ký hoặc là họ quan tâm hoặc là họ để lại thông tin. Thì cái này đó là một cái kỹ năng mà mình sẽ khi mà mình vào một cái mẫu ở đây mọi người có nhìn thấy là một cái mẫu của công ty, giả sử ở đây mình mở một cái mẫu của công ty ha để mọi người có thấy được cái template của công ty nó luôn luôn kêu gọi hành động. Sao ở đây nó tiếng Nga nhỉ? Rồi. Tức là khi mà chúng ta xem một cái thông điệp, chúng ta nhìn thấy một cái nút, à, một cái nút hành động đúng không? Thì email nó cũng giống vậy, tức là khi mà chúng ta viết một cái đoạn xong, chúng ta luôn luôn có một cái button, tức là cái gọi là cái nút kêu gọi hành động. À, có thể là kêu gọi hành động, à, bạn đăng ký đi, cái gọi là có thể là kêu gọi hành động bạn tham gia đi, à, có thể là một cái kêu gọi là chúng ta là à, mua ngay hay là gì đó, chúng ta rất thấy rất là nhiều cái chiến dịch nhưng mà chúng ta luôn luôn bị thôi thúc bởi cái việc là cái hành động này nó phải ép chúng ta phải làm sao chúng ta phải hành động ngay, có thể là nó là à, tham gia để nhận thưởng, tham gia để nhận một cái món quà gì đó. Thì cái việc mà chúng ta làm sao khách hàng họ đọc được cái thông điệp trên mail mà họ quyết định họ click là do chúng ta kêu gọi hành động đúng. À, giả sử Mister đó đang một cái chiến dịch gì đó thì nó có một chiến dịch là khuyến mãi và tặng thưởng, thì chúng ta phải truyền đạt những cái thông tin thông điệp đó cho cái khách hàng khi họ đọc được cái mail này. Rồi chúng ta sẽ vào một cái chương trình ha. Rồi đầu tiên là mình giới thiệu đây là cái chương trình Mailchimp. À, tại sao mình dùng Mailchimp nha, Mailchimp nha, mình đánh ở đây. Mailchimp là một cái công cụ mà mọi người có ai từng nghe thấy là cái người Tony Robbins không? Tony Robbins cũng là một trong những cái công ty mà nó là chuyên về cái mảng online và ông này cũng là một cái mảng đầu tư
Và công cụ Mailchimp thì nó có những cái liên kết rất là hay. Nó có thể liên kết với Facebook, liên kết với Google, liên kết với Wister, Fanpage, tức là nó có thể dùng cái đó để nó liên kết với khách hàng bên đó, và chúng ta có thể dùng cái email chúng ta gửi những cái thông tin, mặc dù những cái khách hàng đó họ không biết mình là ai. Thì giống như một cái trang mà chúng ta vào Tiki, chúng ta vào một cái shop online nào đó, chẳng hạn như là Shopee hoặc là Lazada, thì khi chúng ta vừa mua mua một cái món hàng nào đó thì Tiki hoặc là Mailchimp này nó sẽ những cái người mà bên bên cái mảng tiếp thị liên kết đó, họ sẽ cái platform đó họ sẽ dùng Mailchimp họ gửi một cái mail tới, đó là mail tự động, thì không có cái người thao tác nha, mà cái email này tự động họ quyết định là khi mà họ click vào cái đó xong thì trong vòng một ngày hoặc là một giờ mail tự động sẽ gửi tới một cái thông điệp là chăm sóc khách hàng hoặc là chào bán một cái món hàng gì đó. Thì Mailchimp là một cái nền tảng cũng rất là mạnh về cái việc gọi là email marketing, và Khoa quyết định chọn cái này bởi vì nó rất là dễ sử dụng, và nó nói chung là nó free, nó ít tốn cái chi phí, và chúng ta có thể dùng cái này để chúng ta có thể tương tác được với cái trang fanpage mà chúng ta vừa sử dụng. Thì lát mình sẽ dùng cái trang này mình liên kết ha cho mọi người xem nha. Rồi ở đây thì để đăng ký được một cái tài khoản thì chúng ta chỉ duy nhất chúng ta sẽ dùng một cái Gmail để chúng ta đăng ký Mailchimp. Và trên Mailchimp thì nó có rất là nhiều cái clip có thể hướng dẫn chúng ta từng bước từ A đến Z, để chúng ta từ cái bước cơ bản nhất chúng ta sử dụng để nâng cấp từ từ lên một cái chuyên nghiệp về những cái người mà chuyên về viết mail, và cái cách để chúng ta làm sao quản lý được cái data khách hàng mà chúng ta luôn luôn chăm sóc. Ví dụ giả sử hôm nay mọi người đang phát triển cái crawl đó tốt, và chúng ta lưu lại thành một cái danh sách email được không? Được, đúng không? Chúng ta có những cái danh sách, nói chung là chúng ta sẽ có một cái danh sách email của F1 của mình, hoặc là có những cái email, danh sách email của khách hàng mà chúng ta đã trước đây chúng ta đã sale nhưng mà họ không quan tâm, thì chúng ta vẫn dùng được cái danh sách email đó để bắt đầu chúng ta giới thiệu những cái sản phẩm, chúng ta giới thiệu những chương trình, chúng ta giới thiệu những cái buổi sắp ra mắt của công ty, chúng ta sắp những cái chương trình mà hấp dẫn hoặc là những chương trình nó là promotion mà chúng ta vẫn dùng được email này, chúng ta sẽ gửi, mặc dù chúng ta không có giỏi về cái cách làm nội dung mail nhưng mà chúng ta có thể copy được, thì chúng ta có thể cố gắng dùng những cái mẫu template email đó của công ty và chúng ta truyền đạt vô đây, chúng ta gửi đi ha. Rồi đầu tiên mình sẽ đăng ký. Cái gì cũng vậy, bất cứ cái gì chúng ta đầu tiên chúng ta phải đăng ký, giống như cái nền tảng của chúng ta đầu tiên khi chúng ta vào chúng ta phải đăng ký. Thì để đăng ký cái Mailchimp chúng ta đơn giản là chúng ta sẽ có một cái Gmail ha. Mọi người có theo kịp không? Có ai nghe kịp thì comment gì đó để mình có thể mình nói chậm lại. Cũng chia sẻ luôn là sau cái buổi mà chúng ta làm cái trang fanpage, tiếng Anh có nè. Rồi cảm ơn. Anh nói chậm thôi. Ok, nói chậm chậm rồi đó, nhưng mà có cái là chưa chậm hơn thôi. Chia sẻ cho mọi người nha, là hồi nãy là quên giới thiệu những cái chặng đường với cái kinh nghiệm của mình cho mọi người có thể nắm được vững để mọi người có thể theo, mọi người có thể biết được là cái gì mình đang nghe nó có tốt, nó có phục vụ cho công việc của mình hay không. Thì cái buổi vừa rồi đó nó là một cái buổi mà nếu mà ai học được họ sẽ có thể phát triển được Mailchimp. Rồi ok, quên nữa đó, thấy chưa, không ai hỏi mình đâu biết. Mailchimp.com. Mailchimp.com. Ở đây trên dùng điện thoại cũng được nha. Chia sẻ để mọi người có thể có cái tổng quan.
Cái thứ nhất là khi mà chúng ta học những cái kỹ năng này, nó rất rất là có ích trong cái việc kiếm thêm thu nhập từ cái việc là online, không có phải không riêng về một cái kinh doanh như hệ thống Rawan, hay không riêng về một cái kinh doanh sản phẩm nào cụ thể, mà chúng ta đó là một cái kỹ năng để chúng ta đang bán hàng, chúng ta bán bất cứ thứ gì bằng cách online. Đầu tiên là chúng ta chỉ có dựng một cái shop Facebook. Cái thứ hai chúng ta quảng cáo, cái thứ ba chúng ta viết content, cái thứ tư là chúng ta làm sao để gửi email cho người ta biết được cái link của chúng ta đã mở, giống như một cái trang web mình vừa làm xong, với hoặc là một cái shop chúng ta vừa vừa khai trương. Mà cách nào để chúng ta gửi cho khách hàng, có nhiều người họ nói tôi đâu có khách hàng, tôi đâu có người quen, tôi đâu có gì đâu, nhưng mà bản thân của bất cứ mọi người đều có một cái data khách hàng rất là lớn. Bởi vì sao? Khi chúng ta bắt đầu công việc của từ lúc mà chúng ta đi học đến thời điểm này, là chúng ta liệt kê sơ đây, chúng ta ít nhất có khoảng vài trăm cái email, chưa kể chúng ta có khoảng vài ngàn cái email mà chúng ta chưa bao giờ đụng đến, đúng không? Chúng ta có thể rồi trong cái ngành online đó thì họ không cần quan tâm chúng ta có bao nhiêu cái người quen, họ chỉ quan tâm trên cái người khách, và chúng ta bỏ tiền ra chúng ta quảng cáo để chúng ta tiếp cận, coi như cái khách người từ người 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 lạ đó thành người quen được không? Tức là chúng ta giả sử hôm nay Mailchimp, Facebook, Google cho phép chúng ta bỏ 2.000 để có một khách hàng, 3.000 để có một khách hàng, chúng ta chấp nhận cái số tiền chúng ta bỏ ra để chúng ta có một khách hàng đó, chúng ta chấp nhận không? Thì cái việc mà chúng ta tự tin trong một cái sản phẩm, chúng ta kinh doanh trong một cái doanh nghiệp, thì chúng ta sẽ sẵn sàng bắt đầu chúng ta thực hiện cái đó. Giả sử cái buổi vừa rồi chúng ta làm một cái fanpage Facebook, chúng ta có hơn 50 click, cái click vào cái link ấy, cái link đường dẫn của chúng ta, mà chúng ta không biết đó là ai hết. Chúng ta chưa biết họ là ai, chúng ta không biết họ ở đâu mà họ đã click vào cái đó. Thì có phải là chúng ta đang tiếp thị liên kết cái link của chúng ta trên một cái đối tượng là gọi là online, và chúng ta cũng không biết mặt mũi họ là ai. Giả sử đến thời điểm họ đăng ký mà họ phát triển hệ thống, đến khi chúng ta quen thì chúng ta nhớ là chúng ta đã bán hàng trên một cái khách hàng hoàn toàn rất là xa lạ, không lệ thuộc vào những cái mối quan hệ cũ ha. Ok rồi, mọi người click vào cái Mailchimp ha. Rồi mọi người đăng ký, đây là một cái tài khoản. Thì chúng ta sẽ ok, chúng ta tạo account. Mọi người có nhìn thấy cái giao diện của Mailchimp không? Có ai có thì nói nhé. Chúng ta làm, bây giờ thì chúng ta sẽ làm chậm, bởi vì nó đang cái clip này nó đang thâu lại, do đó mọi người có thể xem lại về sau được. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có một cái email, ví dụ ở đây nó là một cái email, mình lấy lại một cái email ha, mình lấy một cái mọi người cứ 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 tập quen từ từ, sau này khi mọi người sẽ cảm giác rất là thích trong cái ngành online này. Bởi vì sao? Nó sẽ cho phép chúng ta làm trở thành những cái người kinh doanh ở bất cứ nơi đâu. Chúng ta có thể ngồi một cái quán cà phê nào đó, chúng ta có thể một cái nơi nào đó, chúng ta có một cái nơi ở yên tĩnh nào đó mà chỉ cần online là chúng ta có thể kinh doanh được. Rồi, ở đây là email, chúng ta đặt email vào đây. Rồi, chúng ta sẽ đặt một cái tài khoản ha. Ở đây là mình sẽ đặt làm cái email rất quan trọng nha. Cái email khi gửi khách hàng rất quan trọng, bởi vì họ sẽ nhìn vào cái email này và họ quyết định cái việc là họ hiểu ai đã gửi email cho họ. Giả sử những cái email mà nó có tên tuổi domain đàng hoàng thì họ rất là tin tưởng, nhưng mà khi vào một cái email Gmail á, thì đôi lúc chúng ta phải đặt cái tên làm sao cho nó dễ đọc, dễ dễ nhận dạng và dễ quen thuộc.
Giả sử chúng ta đang kinh doanh sản phẩm thì chúng ta sẽ là product support. Ở đây là ở đây là cái email mà chúng ta có sẵn tài khoản để chúng ta đăng ký ha. Cái tên này nó sẽ không có trùng với những cái username khác, do đó khi chúng ta đặt nó sẽ báo. Ví dụ ở đây nó là online, thử coi ha, có nó có trùng không ha. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ đặt password. Ở đây chúng ta đặt password là để dễ nhớ ha. Đây là VN12456 chẳng hạn. Rồi. Nó sẽ ghi ở đây là những cái thông tin mà chúng ta chưa có đặt điều kiện. Giống như là cái password chúng ta phải có một cái từ viết hoa, rồi cái có một cái từ đặc biệt. Đấy là nó xong. Đây mọi người để ý ha. Khi mình đặt password nó sẽ báo là chúng ta sẽ có một cái từ viết hoa, một cái từ đặc biệt ha. Rồi, mình sẽ up đây. Thì chúng ta đã đăng ký được một cái tài khoản MailChimp. Mọi người thấy có nhanh không? Và chúng ta sẽ kiểm tra cái mail mà chúng ta vừa tạo để nó gửi cái thông tin về, chúng ta xác nhận thì coi như xong, chúng ta có một cái tài khoản. Mọi người nắm được cái cách để tạo cái tài khoản MailChimp chưa? Bởi vì đây là một cái công cụ mà chúng ta sẽ thực hành, chúng ta sẽ làm thử. Mà chúng ta nếu mà không không có tài khoản thì chúng ta sẽ không có theo được ha. Ok, hình như là mới tạo xong mà nó chưa có gửi email về. Cái username này nó trùng rồi nhé. Mình sẽ là product cao quan đây ha, cho nó ok ha. Rồi nó sẽ báo mình kiểm tra email đây. Mọi người có nhìn thấy cái email khi mà chúng ta đăng ký thì chúng ta sẽ vào, chúng ta sẽ active. Nó gọi là active account. Đấy, xong chúng ta đăng ký xong một cái công cụ để viết một cái email tự động. Rồi coi như mình sẽ log out cái tài khoản này ra, mình log out vào cái tài khoản mà mình đã tạo trước đó nha. Ở đây là chia sẻ với mọi người là như vậy. Tại sao mình chia sẻ cái công cụ này? Giả sử á, đôi lúc có những người họ có một cái danh sách khách hàng, có một danh sách khách hàng mà Excel chẳng hạn, mình có khoảng chừng 200 khách hàng, nhưng mà mình không có công cụ để mình gửi một cái thông điệp gì đó cho tất cả 200 khách hàng đó. Nếu mà mình ngồi viết một cái email bằng Google, xin lỗi, mình làm cả tháng mà cũng chưa gửi hết những cái khách hàng đó, đúng không? Tức là theo cái cách thông thường mọi người thường viết một cái email là mọi người là soạn một cái email, mọi người gửi cái thông tin nào đó, bây giờ cao nhất là 5-10 người. Nhưng mà khi CC á, mà chúng ta gửi nhiều người như vậy đó, nó gọi là cái spam, thì cái email nó bị lock lại cái việc spam đó. Họ coi mình là một cái người truyền cái thông tin mà gọi là Apple. Thì MailChimp, một cái công cụ gửi email khác, nó chỉ mỗi cái email nó chỉ gửi được một người thôi. Tức là một cái thông điệp nó sẽ gửi từng người. Thì những cái người đó họ nhận nó sẽ không được liệt karaoke vào cái gọi là cái dạng spam. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta không tốn công cho cái việc chúng ta phải lặp đi lặp lại, chúng ta phải lại viết nhiều cái email. Và khi mà cái hộp thư mà chúng ta nhìn vô một đống cái email dài từ trên xuống dưới, chúng ta thấy những cái thông điệp, giả sử chúng ta làm một cái thông điệp do nó sai chẳng hạn, thì nó nhận nhiều cái phản hồi trả lại. Do đó chúng ta phải dùng một cái công cụ email tự động ha. Đó là cái
tại sao chúng ta phải dùng cái email. Và cái email tự động thứ hai nữa là nó cho phép chúng ta tự thiết kế những cái mẫu, cái này quan trọng nha, thiết kế những cái mẫu email nó chuẩn, chuyên nghiệp, và nó được nhận dạng bởi cái hộp thư mà họ nhận dạng được, đó là một cái email nó có một cái đơn vị công ty nào đó họ họ làm cho cái người, cái khách hàng họ rất là dễ chịu, và khi họ nhận được cái email họ bị thuyết phục bởi cái nội dung. Rồi chúng ta quay lại cái hộp thư email. Rồi đầu tiên á, để có email thì chúng ta sẽ có context, đúng không? Đúng không? Rồi mình sẽ làm một cái mẫu, một cái mẫu contact của nhóm này ha. Mọi người cho mình một cái email đi, thì mình sẽ làm sẵn một cái thực tập này, mình sẽ gửi cái template này cho mọi người. Mọi người có thể dùng cái email để mọi người nhận được cái email mẫu này luôn. Thì mọi người hãy comment cho mình cái email trên đây đi, mình sẽ copy, mình sẽ add vào một cái group contact để mình thực hành, để mình lấy được cái mẫu đó luôn. Rồi có nè, Hương nè ha. Ok, mình sẽ bỏ vào đây ít nhất khoảng 10 người hoặc 11 người có email mình làm luôn. Này, mình add vô ha. Mọi người cứ comment đi, mình sẽ copy cái email mình bỏ vào nha. Sao cái cửa sổ của cái Zoom này nó không cho copy nhỉ? Cái cửa sổ Zoom này nó không cho copy email, cho đó nó bị thiệt thòi, không copy được, nó cấm copy luôn rồi, hay là nó bị chặn cái gì ta? Giờ chịu khó chắc đánh tay quá hả? HTT Phương VL. Rồi, ở đây Việt Nam chẳng hạn. Thì ở đây là mình chỉ làm mẫu để cho mọi người có thể thấy được cái cách là chúng ta bắt đầu add một cái khách ha. Cái là cách add tay từng cái ha. Ví dụ số điện thoại gì đó. Đây, rồi. Ngày tháng. Rồi chúng ta add, đây là group group Zoom ha. À, group Zoom. Rồi, mình add vô. Mình subscribe một cái thì cái tên này nó được lưu vào, cái email này được lưu vào ha. Rồi cái người thứ hai, ví dụ Quỳnh Giao 703, Quỳnh Giao 703 @gmail.com. Rồi giả sử vậy, ví dụ Quỳnh Giao cũng vậy, thì mình có thể quản lý tất cả những cái email ở tất cả các nước. Rồi. 1. Ví dụ ha, mình add vô cái Zoom. Để cái chi mình add vô cái group này để mình tương tác thử thôi ha. Mình sẽ làm khoảng 3 người thôi, 3 người, sau đó mình sẽ gửi cái thông tin này cho 3 người luôn. Rồi. À, người thứ ba đó là Lê Thanh Trần @gmail.com. Trần. Rồi, Việt Nam. Mình khỏi số điện thoại. Rồi, mình
mình có ba người trong Zoom để mình bắt đầu mình thực hành, mình tương tác luôn. Rồi thì ở đây cái contact này nó là add type như thế. Giả sử mình muốn add từ một cái danh sách ha. Add một từ một cái danh sách thì nó ở đây nó có một cái mục gọi là audience này. Mình sẽ zoom ra, zoom chỗ này lên cho mọi người thấy rõ. Đây mình manager, mình import contact nè. Rồi ví dụ mình upload cái file data khách hàng á, là thông thường mình có những cái file CSV, mình sẽ import từ đây vào để mình có thể dùng cái danh sách đó mình gửi một cái email ha. Thì mình sẽ giả sử đây mình mở một cái mẫu, đó là mình có một cái đây cái contact này ha. Rồi mình import vào. Mình ghi khách hàng này là khách customer 2020. Mình chọn cái tag ha. Rồi continue. Thì chúng ta chọn cái email thôi, chúng ta lấy email thôi ha. Thì chúng ta sẽ check những cái này đi. Chúng ta chọn email thôi. Ok, tắt cái birthday đi. Rồi, import. Complete import. Rồi chúng ta vừa xong cái việc import một cái danh sách khách hàng nào đó chúng ta lấy từ bên ngoài à, mọi người có theo kịp không? Chúng ta thay vì chúng ta có thể đánh những cái danh sách này à, trên cái cửa sổ chat, chúng ta có thể vào đó chúng ta có thể import sẵn một cái danh sách nha. Rồi coi như chúng ta có một cái danh sách ở đây, nó là khoảng 266 người vừa import nè. À, mình vừa import vô là 266 người nè. Rồi à, bấm vào cái contact chúng ta vừa tạo ở đây thì có nhiều cái email à, mình đã import vào đây ha. Rồi mình sẽ làm một cái email mình sẽ gửi trên cái danh sách này, nó có khoảng là 500 người. Ok ha, chúng ta sẽ làm một cái email gửi cho 500 người à. Mình sẽ không biết người này là ai hết, mình chỉ import vào mình sẽ có một cái danh sách 500 người này ha. Rồi chúng ta quay ra cái trang chính. Đầu tiên á, là chúng ta sẽ tạo một cái chiến dịch à, tạo một cái chiến dịch. Đây à, mọi người có nhìn thấy cái chữ email không? À, thì trong đây nó rất là nhiều nhiều cái chiến dịch khác nhau. Nó có thể chúng ta làm một cái landing page, chúng ta có thể làm một cái chương trình quảng cáo trên Facebook, chúng ta có thể quảng cáo trên social post, tức là trên Twitter, chúng ta có thể có nhiều nhiều thứ trong đây, nhưng mà mình sẽ tập trung vào email ha, mục chính, mục đầu tiên ha. Thì buổi này là rất là đặc biệt bởi vì đây là cũng là từ trước giờ mình hay 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 hướng dẫn mọi người làm mà online đó, thì mình chỉ hướng dẫn cái nhất là Facebook, cái thứ hai là hướng dẫn về quảng cáo Google, cái thứ ba là hướng dẫn là cách làm YouTube, nhưng mà chưa bao giờ hướng dẫn cái cách làm email. Bởi vì cái email này mình cũng đã từng hướng dẫn cho nhiều cái doanh nghiệp là cái bất động sản họ làm, nhưng mà mình cũng chưa làm cho mình à. Do đó hôm nay là mình sẵn luôn là mình chỉ cho mọi người cái cách làm sao vận dụng cái công cụ này mà để chúng ta hỗ trợ cái việc là phát triển cái sản phẩm liên kết của mình. Khi mà thằng ra qua nó ra nhiều sản phẩm thì chúng ta phải là cái người đầu tiên thực hiện được những cái chiến dịch này trên cái sản phẩm Mister. Bởi vì khi mà chúng ta thành công trên một sản phẩm thì cái việc thành công từ sản phẩm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, bởi vì mỗi cái sản phẩm đều một cái tiếp thị liên kết khác nhau. Do đó nếu mà chúng ta có duyên với sản phẩm nào, ví dụ có những người họ có thể quen với những sản phẩm về chăm sóc sắc đẹp à, chăm sóc sắc đẹp thì làm sao họ viết cái content, viết cái nội dung và hình ảnh để cho mọi người nhận được cái email đó, họ
họ có cảm giác là họ sẽ quyết định mua hàng. Có những người họ họ chuyên về những cái sản phẩm công nghệ, họ sẽ viết về một cái email về sản phẩm công nghệ và thuyết phục cho khách hàng họ đăng ký mua hàng. Và cái thứ ba là có những người họ viết về những cái chương trình sự kiện, ví dụ có những người họ chuyên về họp tích hợp với những sản phẩm sự kiện. Thì cái việc mà chúng ta học được cái công cụ email này nó rất là có lợi, bởi vì danh sách khách hàng không có nghĩa là chúng ta danh sách là cái người quen của chúng ta, mà chúng ta là hoàn toàn chúng ta lấy từ một cái danh sách nào đó và chúng ta soạn từ cái nội dung của công ty, hoặc là chúng ta cảm giác chúng ta tự viết ra được một cái email, thì chúng ta sẽ làm cái chiến dịch này và chúng ta đo lường được cái số lượng người tiếp cận được cái chiến dịch của chúng ta và cái số lượng người họ click vào cái liên kết, bởi vì cái link liên kết rút gọn đó, nó cho phép đo lường được cái số lượng người họ click và cái số lượng kết quả đăng ký ha. Rồi hôm nay mình sẽ nói về một cái campaign là Mister mình sẽ làm. Giả sử hôm nay mình bắt đầu mình ra một cái campaign Mister, cái gọi là cái này đó gọi là launching đúng không? Launching đúng không? Mình không biết cái từ nó như thế nào nó cho nó rõ. À, bây giờ mình đã làm lại ra tiếng Việt nha. Ok, làm tiếng Việt đi cho nó. Ở đây thì Khoa sẵn đang soạn thẳng những cái nội dung của cái hình ảnh về Mr. Rồi mình đặt là sản phẩm. Mình chỉ ví dụ thôi ha, mình sẽ không cụ thể về nội dung, mình chỉ làm mẫu thôi. Sản Mr. Cuộc mạng thay đổi nền tảng game mobile chẳng hạn ha. Đó là một cái thông điệp để mình làm ha. Mình hãy copy này lại. Rồi thì đầu tiên là chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ có một cái mẫu là chúng ta sẽ gửi cái thông điệp này tới 500 receipt, tức là cái người khách hàng mà chúng ta vừa import vô đó ha. Rồi ở đây chúng ta có thể edit lại, ví dụ giả sử chúng ta không gửi 500 người đó mà chúng ta gửi là ba cái người nãy mình add vào cái zoom, cái zoom hồi nãy, nó giả sử mình làm cái list này mà mình add tất cả những cái người vào đây đó, thì chúng ta sẽ có một cái danh sách khoảng là ở đây khoảng chừng 20 đến 30 người, thì chúng ta sẽ có một danh sách email này chúng ta sẽ điền vào đây, rồi chúng ta sẽ save lại. Thì mình đây mình sẽ làm mẫu cho gửi khoảng ba người đây, mọi người thấy không? Hồi nãy mình làm ba người thì nó hiện đây ba receipt ha. Rồi mình sẽ muốn gửi 500 người, mình sẽ gửi vô cái danh sách là new member hoặc là cái danh sách 2020 ha. Thì mình save lại thì nó có khoảng 500 người đây. À, 487 ha. Rồi cái này là cái mình gửi từ một cái email của mình đăng ký, đó là Crowdone Việt Nam gì đó mình biết mình đặt ha. Rồi subject thì mình sẽ add một cái subject ở đây là mình sẽ Mr. mình để luôn cuộc cách mạng game gì đó ha, cách mạng rồi ok. Thì ở đây nó sẽ có một cái đoạn review text, rồi mình sẽ share lại. Thì đây là cái title của một cái chiến dịch,
và nó có cái tựa đề. À. Rồi bắt đầu vô cái việc thiết kế. À, thiết kế cái mail. Thì cái thiết kế này, cái thiết kế là cái việc quyết định chúng ta sẽ làm cái việc là chúng ta bán hàng. À, chúng ta chào hàng và chúng ta quyết định cho người mua hàng, đúng không? Thì ở đây nó sẽ có thiết kế design cái email này. Thì ở đây là cái cách mình chia sẻ là Khoa thường hay dùng, à, khi mà Khoa làm một cái chương trình chiến dịch đó, thì thường hay dùng lại cái template mẫu của công ty. À, hoặc là chúng ta có thể copy một cái mẫu nào ở công ty mà chúng ta thấy hay, thì chúng ta ví dụ ở đây nó có một cái mẫu công ty rất là đẹp, chúng ta có thể lấy là công ty này. À, để quay lại lấy tiếng Việt nha cho nó hấp dẫn. Thì chúng ta có thể soạn cái campaign này bằng tiếng Việt và chúng ta lấy từ công ty và chúng ta đưa vào cái nội dung email, được không? Giả sử đây là cái nội dung tiếng Việt ha. Mình copy. Mình vào chỗ này. Rồi anh chị có theo kịp không? Mọi người có theo được cái nãy giờ không? Ok, tuyệt vời, Webplay ơi, ok. Ừ đúng rồi, tại vì à, khi mọi người có thể học được cái này, mọi người à, thực hành được, mọi người rất là happy nha. Bởi vì khi mà chúng ta gửi một cái email mà có người mà họ phản hồi, có người họ đăng ký, chúng ta rất là hạnh phúc. Bởi vì sao? Lần đầu tiên chúng ta làm chuyện đó, lần đầu tiên chúng ta ngồi ở nhà chúng ta gửi một cái thông điệp và có mấy trăm người họ nhận được, và có khoảng 10 người thôi, 10 người họ đăng ký thôi, thì chúng ta sẽ thấy rất là tuyệt vời. Đó là một cái điều mà à, công ty đang mong muốn trong cái việc tiếp 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 thị online, tức là tiếp thị liên kết. Tiếp thị liên kết là ra chúng ta chỉ ngồi cái việc là chúng ta quảng bá cái link của liên kết của chúng ta cho mọi người họ nhận được, họ click được và họ nhận được cái thông tin. Có phải là đây một cái thông điệp của công ty, chúng ta không cần phải sáng tạo, chúng ta không cần thiết kế, mà chúng ta có nhiệm vụ chúng ta lấy cái link liên kết, chúng ta đưa cái thông điệp này ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào quay lại cái email. À thì chúng ta sẽ chọn một cái mẫu email. Ok, thì những ai mà đăng ký với em đây, sau này mình sẽ gửi cái mẫu này đến cái email cho các bạn. Các bạn có thể lấy cái mẫu này mà các bạn có thể gửi tiếp, và chúng bạn cái đổi cái đường link đăng ký. À, ở đây có một cái đường link đăng ký của Bitly ha, mình copy ở đây. À, hôm bữa là có hướng dẫn mọi người cái link rút gọn rồi đó. À, cái link rút gọn nó cho phép mình là cái thứ nhất là ẩn được cái nội dung của cái link, cái thứ hai là có thể đo lường được số lượng người họ xem và họ click, cái thứ ba là có thể chúng ta dùng nhiều trên một cái nền tảng khác nhau, cái những cái chương trình khác nhau như Facebook, Google, bất cứ nơi đâu hết, kể cả những quảng cáo trên cái Google AdWords ha. Rồi ở đây đầu tiên chúng ta sẽ bỏ vào cái logo. À, cái logo công ty. Thì nếu mà cái người họ không biết á, họ cứ vào đây họ lấy một cái email Mister, chúng ta có thể lấy cái email này, chúng ta lấy logo này, chúng ta không cần phải 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 suy nghĩ nhiều, đúng không? Nhưng chúng ta là cái người chuyên nghiệp, chúng ta phải cố gắng làm cho được cái việc là chúng ta phải đi co được một cái template mẫu nó thật là đẹp. À. Rồi bây giờ chúng ta sẽ import cái logo vào. Rồi ở đây giả sử đã có nhiều logo đúng không? Thì chúng ta sẽ upload cái logo Mister vào đây. Thì đầu tiên là chúng ta phải chuẩn bị những cái logo đó. Nếu mà những ai ở đây không đã học cái buổi này mà chúng ta không có chuẩn bị, thì chúng ta có thể lấy được cái mẫu của cái email này, chúng ta có thể gửi đi được nha. Có cái logo. À, có thể là có những ai đó đã từng học cái này, có những thế là những cái người đầu tiên, nhưng mà mình tại sao mình khuyên mọi người phải học, phải tiếp cận, bởi vì nó rất là có lợi cho cái việc chúng ta đang làm. À,
về cái cách làm sao chúng ta làm online, về cái cách chúng ta hiểu được cái cách vận hành của cái việc tiếp cận sản phẩm online ha. Rồi ở đây có một cái logo nhưng mà cái này nó xấu quá. Xấu. Chắc để lấy cái mẫu logo của công ty nhé. Đây nó có gì rồi. Sorry nhé. Replay. Upload. Rồi chúng ta có được một cái logo ha. Thì ở đây á, cái logo nó đang là cái màu trắng. À, màu trắng. Màu trắng thì chúng ta sẽ chọn lại cái nền này nó màu đen. Này tạm thời đấy ha, mình sẽ đổi cái logo này sau. Rồi ở đây là mình sẽ có một cái nội dung là mình sẽ bấm vô là Mr. ra mắt sản phẩm. Mình có thể lấy lại cái tiêu đề lúc nãy ha, tức là công nghệ game. À, thí dụ gì đó ha, mình có thể truyền cái thông điệp này, mình có thể lấy lại cái thông điệp của công ty, mình có thể lấy từ cái nội dung mình muốn truyền tải. Thì cái này mình sẽ không có tập trung vào cái nội dung nhiều, mình chỉ tập trung vào cái cách làm thôi và cái quy trình. Cái quan trọng là cái quy trình, bởi vì công ty đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta mọi thứ, nội dung, hình ảnh, logo, video clip, thì chúng ta chỉ đơn giản chúng ta truyền đạt cái thông điệp này đến những cái người mà họ mong muốn ha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ lấy một cái đoạn clip, thì chúng ta có thể lấy đoạn clip từ YouTube. Chúng ta sẽ lấy một cái đoạn clip từ YouTube của chúng ta. Chúng ta sẽ copy nha. Chúng ta sẽ quay lại. Giả sử ở đây nó sẽ là một cái kênh YouTube. Ở đây là chúng ta sẽ import một cái hình ha, một cái hình, cái mẫu hình. Ở đây mình đổi lại cái nội dung ha, ra mắt ngày nào, mình để ra mắt ngày nào luôn. 14 tháng 11. Rồi thì đây là những cái thứ mà mình khi mà mình decode mình có thể đổi màu, mình có thể tăng cái độ tương tác hình ha. Mình có thể đổi cái phong, đổi style, đổi những cái thứ mà mình muốn. Giả sử mình chọn cái phong heading. Rồi mình sẽ chọn một cái màu nào đó ha. Rồi chúng ta sẽ có một cái thông điệp. Và cái dưới này nè, cái dưới này là cái nội dung mà chúng ta có thể copy của công ty ha. Giả sử ở đây
chúng ta bỏ vào đây. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn một cái thông điệp là giống như của công ty nè, đăng ký ngay ha. Mình sẽ chọn một cái công đó là cái, tại vì mình muốn chia sẻ là sao, chúng ta không cần phải sáng tạo, chúng ta không cần phải ấy, chúng ta cứ làm theo, chúng ta dùng cái công cụ để chúng ta truyền đạt cái nội dung của công ty chẳng hạn. Đăng ký ngay. À cái này nó rất là quan trọng đây. Đây là cái điều mà chúng ta chốt sale thì nó sẽ link tới đâu? À link tới cái link cút gọn của chúng ta. Ví dụ chúng ta sẽ ghi là web address, chúng ta đặt cái link cút gọn vào đây. Thì có phải là người ta đăng ký ngay, người ta sẽ link vào cái link rút gọn từ cái link của tiếp thị liên kết của ta ha. Rồi mình cho nó là mở mở window, tức là nó mở một cửa sổ mới. Và cái title attribute, tức là cái nội dung mình muốn chuyển ấy, nó là đăng ký. Mr ha. Rồi chúng ta sẽ share cái link đăng ký này lại. Bây giờ hiện tại cái nút này mà chúng ta muốn cho nó màu 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 đỏ để cùng với cái style đó, thì chúng ta sẽ chọn một cái style của cái này ha. Ở đây nó có màu nè, button nè, nó có màu nè, chúng ta chọn màu đỏ cho nó cùng style của crowd. Ví dụ đây nó cái màu này nó hơi màu cam, chúng ta có chọn màu đỏ. Đó, chúng ta thấy một cái màu nó tương đồng, hoặc là chúng ta có thể chọn một cái màu đó, mình chích cái màu này nè. Đó, mình chích cái màu này cho nó giống luôn ha. Giống với cái màu của Mr luôn. Coi như là chúng ta có một cái template. Ở đây cũng vậy, ở đây chúng ta có thể chọn một cái màu làm sao cho nó đồng nhất với cái màu của công ty ha. Mình có thể chọn ở đây. Đấy. Rồi, tới đây thì chúng ta sẽ có những cái mẫu này thì chúng ta có thể delete nó đi. Chúng ta không cần phải để nhiều nó phức tạp. Và ở đây chúng ta có thể là import một cái ví dụ chúng ta ở đây chúng ta sẽ import đây, mọi người có nhìn thấy không, chúng ta sẽ import một cái Facebook, chúng ta có thể import những cái Twitter, chúng ta có thể import Instagram. Thì Facebook á, thì chúng ta có thể link vô cái Facebook của chúng ta ở đây là cái link này, cái link là Mr Game Online, chúng ta đặt vào đây. Bởi vì ở đây nó lần đầu tiên mình làm cái này nó dính với cái zoom chia sẻ màn hình đó, nó hơi chậm, nhưng mọi người cứ cố gắng theo từng bước nha. Rồi website thì chúng ta có thể rồi chúng ta save lại. Rồi ở đây chúng ta sẽ import một cái video clip bằng YouTube chẳng hạn. Rồi, ở đây là cái video clip mà chúng ta muốn chia sẻ. Chúng ta nãy có copy cái link này nè. Chúng ta sẽ copy vào đây. Bấm vào đây. Chúng ta sẽ bỏ cái đường link vào đây. Chúng ta sẽ bỏ cái hình ha. Đấy, coi như chúng ta sẽ có một cái nội dung. Và cái nội dung này nó có một cái đoạn text bên dưới. Chúng ta có thể copy từ cái đoạn text này, chúng ta không cần phải sáng tạo, chúng ta có thể kiếm đoạn text này ở trong cái nội dung nào đó ở đây. Đấy là trong chúng ta có thể soạn một cái email. Nếu mà chúng ta có thể ở đây đổi được cái logo thì càng tốt. Chúng ta sẽ đổi lại cái logo ha. Ví dụ để đây đi, logo này đi cho nó
Okay. Hoặc là chúng ta sẽ một cái logo ra qua này cũng được. Đấy, à, chúng ta có một cái logo, thấy không? Chúng ta sẽ có một cái nội dung, chúng ta truyền đạt cái thông điệp nào đó, chúng ta có thể copy nội dung đó. Thì đây là xong, chúng ta sẽ có một cái nội dung email, cái template email. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Đó, mọi người có thấy là cái việc thiết kế email nó đơn giản không? À, cái ngôn ngữ này mình có thể dùng Google Chrome mình chuyển đổi ngôn ngữ nha. Bây giờ mình sẽ cho mọi người coi cái cách chuyển đổi ngôn ngữ của Google Chrome. Coi xem mọi người có thể hiểu không? Ở bên đây là Google Chrome nè. Rồi. Giả sử ai đó nói mà giờ mình không hiểu tiếng, không hiểu cái ngôn ngữ này đúng không? Mình sẽ chọn một cái ngôn ngữ tiếng Việt. Đấy, mọi người có nhìn thấy không? À, mọi người có nhìn thấy cái ngôn ngữ MailChimp tiếng Việt không? Có nhìn thấy. Đấy thì do mình, tại vì mình thích ngôn ngữ nào, à khi mình đăng nhập ở đây nó kêu mình xác minh. Xác minh thì cái này tại vì mình đổi qua cái trình duyệt khác á, nó bắt mình xác minh tại vì nó bảo vệ á. Đây đó mọi người có thể dùng cái Google Chrome để mọi người sử dụng được MailChimp tiếng Việt ha. Ok, rồi mình quay lại cái kia, mình quay lại cái screen stop share. Ủa kỳ vậy. À, tại vì mình tắt á, mình tắt cái share của Google Chrome rồi. Ok, mình quay lại. Rồi, à, nãy là mình chỉ các bước là cái đầu tiên là chúng ta tạo một cái danh sách, cái thứ hai chúng ta tạo một cái subject, cái là cái tiêu đề ha. Cái thứ tư là chúng ta mà tạo một cái email, mỗi email chúng ta bấm vào review nè. À, chúng ta thấy email không? Đó, email chúng ta nó như vậy chẳng hạn. Thì nếu mà chúng ta muốn thiết kế đẹp hơn hoặc là tuyệt vời hơn thì chúng ta cố gắng chúng ta vào cái mẫu của công ty. Chúng ta có thể copy cái mẫu công ty, mà ở đây cái mẫu công ty chúng ta cũng cũng chưa có phê lắm, thì chúng ta có thể tự tự kêu một cái người đó nào đó họ chuyên về thiết kế email. Họ làm chúng ta email và chúng ta phải trau chuốt cái email nó phải thật là đẹp, phải thật là bắt mắt. Và làm sao đó mà chúng ta ở đây có nhiều cái gì định dạng nè. Ví dụ họ xem bằng điện thoại họ thấy vậy. Họ xem bằng màn hình máy tính thì họ thấy cái giao diện nó khác nhau ha. Hoặc là trong inbox của họ khi họ nhìn họ thấy như thế nào. Thì nó có nhiều cái trình duyệt khác nhau đó. Rồi chúng ta trở lại cái màn hình hình chính. Và ở đây có một cái đặc điểm nữa là chúng ta có thể share trên cái Facebook của chúng ta. À, ở đây nó rất là hay ha. Chúng ta sẽ chọn một cái fanpage, đó là fanpage Mister của chúng ta. Ở đây nó tự động nó hiểu ha, tự động nó hiểu liên kết với cái Facebook của mình luôn, cái shop đây nè. Một lát mình sẽ mở đây, mọi người sẽ thấy được cái bài viết mình post trên này luôn. Tức là chúng ta sẽ post bài từ cái Mailchimp lên Facebook luôn. À, và mọi người có thể thấy được cái tương tác, cái độ ấy luôn. Thì mình bỏ một cái hình ở đây. Mình chọn cái hình này, mình insert ở đây là có thể quảng cáo được luôn nha mọi người, mình có thể quảng cáo được luôn, mình có thể bắt cái đường link này vào. À, mình có thể bắt cái đường link này vào, rồi chúng ta sẽ sell cái message này. Đấy, đó mọi người nhìn thấy không, đây là một cái mẫu trên Facebook nó hiển thị như vậy. Rồi chúng ta cũng vào Twitter cũng vậy luôn, và Instagram chúng ta cũng vậy luôn. Thế là chúng ta sẽ bắt đầu send. À, cái này rất là hay nha, send. Thì đó, đấy chúng ta nãy giờ chúng ta đang làm một cái việc là chúng ta thiết kế một cái email và chúng ta gửi đến 487 người. À, và 487 người này không biết ai hết. Và chúng ta sẽ nhìn được cái đo lường. À,
Ở đây nó đang collect ha, nó đang collect lại những cái thông tin mà chúng ta nãy giờ chúng ta làm và chúng ta sẽ được gửi đi. Thì trong cái Mailchimp này, nó ngoài cái việc gửi mail, nó còn những cái mail rất là hay là nó sẽ gửi cái email thứ hai khi cái người đó họ nhận, và cái email thứ ba sau đó người đó họ click vào cái gì đó, tức là nó sẽ làm một cái công cụ tự động là à đây nó có một cái báo đây, à đây có một cái báo đây đây. Mọi người có nhìn thấy cái, để mình share cái email này nha. Mình vừa gửi mail thì mình đã nhận được cái email rồi đó. Mình gửi một cái email đây, mình share cho mọi người coi. Mọi người có nhìn thấy bên bên cửa sổ bên phải là cái email mình vừa nhận không? Có ai thấy không? Lên đi, có thấy không? Lên đi. Alo, alo. Alo. Có Em thấy đang anh bé không? mở mic. Có thấy. À có thấy đúng không? Tức là anh vừa một gửi một cái email template thì bên đây anh đã nhận được cái email rồi. Bây giờ mình sẽ test trên cái email mình nhận, giống như mình là cái người khách hàng ha. Mình là người bạn của cái người được gửi ha. Rồi mình sẽ thấy à, ok chỗ này nó có cái gì hay đây, mình click vô đây. Nó mở ra một cái cửa sổ đăng ký đúng không? Thì có phải đúng với cái mục đích của mình không? Ví dụ họ nhìn làm bấm vào một cái clip ở đây, họ mở được cái YouTube. Thì có phải đúng với mục đích của If mình? you work in a team, you've got to try monday.com. Go to monday.com and manage all your team's work. Mixer pre-registration is now live. Join the number. Đó là những cái bước mà mình tạo một cái email tự động. Rồi sẽ những cái buổi sau mình sẽ hướng dẫn làm sao, cách nào mà chúng ta khi mà khách hàng họ click thì sau đó họ làm gì. Thì cái email tự động nó cho phép là mình sẽ gửi một cái thông điệp tiếp theo, một cái nội dung tiếp theo nó sẽ tự động mà mình chỉ cần chuẩn bị sẵn. À, đến khi họ bắt đầu họ đăng ký thì thôi, gọi là mình hướng dẫn họ cái cách làm sao đăng ký rau, làm sao để kích hoạt cái gói rau, làm sao để chuyển tiền, làm sao rút tiền. Giả sử mình sẽ làm những cái email tự động như vậy thì cái thằng này sẽ cho phép mình làm cái chuyện đó. À, là cái việc đầu tiên là gì, chúng ta thiết kế một cái email và bị thuyết phục từ cái email này, chúng ta sẽ chuyển đổi từ 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 từ. Đó là cái công cụ để chúng ta sẽ quay lại ha. Bây giờ quay lại những cái campaign cũ của cái này. Giả sử như mình đã gửi cho 500 người, mình sẽ liệt kê coi ví dụ 500 người đó họ click thì có bao nhiêu người đăng ký, trong bao nhiêu người đăng ký đó có bao nhiêu người họ quan tâm cái clip, thì nó sẽ check hết tất cả những cái thông tin mà chúng ta làm, và chúng ta sẽ biết được là chỉ cần một cái việc thiết kế một lần mà chúng ta có thể tiếp cận được 500 khách hàng thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Mong muốn là mọi người hôm nay lần đầu tiên để tiếp cận được cái Mailchimp và cái công cụ email tự động, mọi người có thể về thực hành ha, và mọi người có thể lấy cái đoạn clip này, mọi người có thể dùng cái này nè, mọi người có thể chuyển đi thông điệp của mình đi, hoặc là mình có thể tự thiết kế một cái email rồi đó ngắn gọn dễ hiểu ha. Rồi bây giờ tới cái phần đặt câu hỏi, là mọi người có hỏi gì đó mọi người tương tác nhé. Mở mic cho mọi người tương tác nha. Ai hỏi thì mở mic, đừng có mở cả nhà mà ồn nha cả nhà. Rồi bây giờ ăn muốn hỏi gì thì bật mic lên, còn không hỏi thì đừng bật nha. Năn nỉ á. Alo, alo, cho em hỏi chút nào. Vâng, xin mời anh ạ. Alo.
anh nghe rõ không? Anh cứ hỏi. Thấy chết mồm. Hình như nãy mà em mới tắt mic anh, nãy giờ anh nói quá trời mà không thấy anh nghe. À vậy hả? Không, em mở mic lên là khi mở mic tự động cho mọi người thì chắc là vậy đó. Rồi. Nói đi. Ai đấy? Vâng, ai mới hỏi đó à? Đã mất tiêu rồi. Rồi, Bình Nguyên, Bình. Rồi, cho em hỏi một chút là bây giờ mình có copy cái đường link trò chơi đấy vào, xong bắt đầu là mình dán vào cái tường Facebook của mình, thế là mọi người là biết luôn à? Hay là như thế nào hả anh? À, mình phải copy cái đường link của mình nha, chứ không phải là copy cái đường link trên mình học rồi mình gửi đi đâu. Tức là cái đường link từ ứng dụng của mình. À. Rồi. Rồi cái thứ hai là mình bỏ vào cái link rút gọn, nếu mà anh Bình Nguyên coi đã học cái link rút gọn chưa? Link rút gọn là ở ngay cái phần đầu tiên đúng không ạ? À cái Bitly đó, cái Bitly á. Vâng, vào đấy thì mình sẽ muốn nói thêm lên là ví dụ như mình viết lên là mọi người sẽ tải cái trò chơi này, đăng ký theo cái đường link này miễn phí chẳng hạn, như thế mình có viết được vào thêm vào đấy không? À, cái thứ nhất là mình đôi lúc mình biết được nhưng mà mình sẽ biết không hay bằng công ty. À, cái thứ hai nữa mình không biết hay bằng những cái người họ chuyên môn họ viết sẵn, thì mình chỉ cần copy thôi, mình lấy cái mẫu đó mình copy mình đổi cái đường link lại là xong. Thế thì mình lúc nào cũng là cái đường link của công ty à, không phải đường link của mình nữa à? Thì đường link tuyển dụng vẫn là của công ty nhưng mà nó dưới cái mã của mình mà. Mã của mình thì mình vẫn phải vào cái phần của mình copy, nhưng mà công ty nó viết sẵn ở đấy rồi đúng không ạ? Vâng. Đúng rồi, chính xác. Yeah. Vâng ạ. Vâng, được rồi, em cảm ơn ạ. Rồi, ok, cảm ơn bạn. Có ai thấy những cái công cụ này nó lạ không? Hình như là lần đầu tiên mọi người tiếp cận nha. Đúng rồi, chính xác. Gọi là cái người cho đi là số 1 luôn, chưa có ai mà ngồi mà. Vâng, với lại hai nữa là nó lại không có trò chơi ngay để người ta chơi, nên là người ta cứ vào có khi người ta cũng không tìm thấy cái gì để mà chơi cơ. À, cái người ta nhìn qua cái email để người ta bị thuyết phục, bởi vì cái trò chơi này nó chưa có trò chơi, nếu mà đợi đó trò chơi thì lúc đó mình tuyển người ta đi tham gia người khác hết rồi. Nhiều khi có những cái trò chơi cứ gửi đường link mà những đường link vớ vẩn là người ta không bao giờ ai kích vào đâu, mà người ta sợ là bị lừa mất tiền ấy. À, Bình Nguyên ơi, giả sử người ta nghe Mister ở đâu đó, người ta thấy nghe video xem clip đâu đó, nhưng mà người ta chưa bị thuyết phục chốt sale, giả sử cái email mà nó đến thì người ta đó là một cái gì đó không đẹp để người ta quyết định, tại vì cái người ta đăng ký là người ta được nhiều hơn người ta mất. Và đó cho nên người ta sẽ xem trên cái link của mình, thì cái link của mình nó dẫn đến cái link công ty và người ta quyết định người ta đăng ký. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. À, còn ai có câu hỏi gì không, mình sẽ kết thúc, nếu không có ai hỏi. À, alo ạ. Alo, cho em hỏi với ạ. Rồi. Dạ vâng. À, cho em hỏi về tuyến dưới của mình mà họ cũng đăng ký Mister đó, thì vậy thì như thì người ta có phải bị trừ điểm hay gì không ạ? À vậy nè, khi mình học được cái này, giả cho mình biết làm ha, thì mình cố gắng mình dạy cho tất cả những cái tuyến dưới mình họ biết hết. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ một mình có thể tuyển người mới khoảng 10 người, nhưng mà giả sử một mình không có cái lan tỏa rộng, thì có phải là 10 người và 100 người tuyến dưới của mình họ biết cách làm như vậy, họ có thể lan tỏa cho hệ thống mình càng mạnh không? Nhưng mà ý em muốn hỏi là cái tức là tuyến dưới của mình họ đăng ký vào cái Mister đó. À, tức là họ có tài khoản rồi đúng không? Đúng rồi ạ. À, đăng ký thì không được, tại vì khi mà ra qua nó cái email là đăng ký rồi, nó sẽ báo lên là cái email đăng ký rồi, thì cái người đó họ không đăng ký được. Hiểu không? Các bạn hiểu chỗ này không? Có nghĩa rằng là người mới mà mới hoàn toàn á, chứ cái người mà đã vào Crowdfunding trước đây thì đăng ký rồi, chị đừng có đăng ký lần nữa. Có nghĩa là chúng ta đã đăng ký một lần rồi, đăng ký lần nữa là chúng ta phải là Gmail khác. Mọi người hiểu không?
hiểu ý không? Có trường đăng ký vào không có tiền gì hết, không có vấn đề gì hết, không bị trừ cái gì ở đó hết nha. Chỉ trường hợp là không có trùng cái Gmail của các bạn trước đây đã đăng ký với Crowdone thôi. Đó thì là mọi người có nhìn thấy cái câu chuyện chưa? Tức là chúng ta làm một cái email mà chúng ta có thể gửi nhiều người và chúng ta không biết những người đó là ai và người nếu mà chúng ta... Alo nghe. Alo, Lê Thủy ở xét cho muốn hỏi là ví dụ là khi là thành viên mình mời được một người tham gia vào được tập hợp và tham gia được sao và cổ phần mình đúng không? Không nghe rõ. Nghe kịp. Theo như em nghe là chị hỏi là ví dụ như đăng ký thành công một người là được tặng 100 siêu anh, được 100 phần thưởng á. Đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Là còn là một, còn lại là ví dụ khi một người khách hàng của mình rồi, khách hàng của mình được quyền mời người khác thì khách hàng của mình có được hưởng cái lời giống như mình không? Cũng được. Tức là khi mà có tài khoản của Mister là họ có quyền được hưởng những cái phần thưởng đó, nhưng mà với điều kiện là sau cái ngày 14 tháng 11 thì nó mới tổng kết được cái số lượng, tức là nó sẽ công ty nó sẽ check lại những cái người đó. Đôi lúc có những cái người họ họ đăng ký mà họ không xác nhận email chẳng hạn thì công ty sẽ không có duyệt. Rồi phần thưởng nó được chuyển sau ngày 14 tháng 11 mình mới biết được mình nhận bao nhiêu. Nhưng mà bị muốn học thằng mới tính ấy là họ vào với mình rồi thì họ còn được hưởng lấy cái cổ phần không? Đấy là khách để biết cái này nó chỉ cộng cho F1 là cộng cho tiếng trên, có nghĩa rằng là mình tuyển ra F1 là cộng cho cái người tuyển chứ còn khách hàng là không được, khách hàng chỉ là vui chơi giải trí có thưởng thôi chứ còn cổ phần là không được đúng không? Vâng. Tức là họ khi nào họ kích cái gói Crowdone thì họ mới được giống như mình. Ok. Dạ. Yeah. Đi cảm ơn. Khó quá. Đầu là lần liễu kể đi lại xem đi xem lại nhiều lần rồi khó lắm. Không phải khó đâu. Có nhiều người đó họ vào Crowdone họ nói làm khó nhưng mà khi mà thấy tiền nhiều quá thấy là họ học bây giờ họ thấy ai cũng thấy dễ hết á. Không, chị đó. Cái này đang nói cái mà lãnh đạo này cái ní này cái mà đây đang học đây. Vâng, thư Nguyễn nha, sẽ có video cho các bạn. Ok. Rồi, vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị Thúy, em biết chị đang ở Cộng Hòa Séc. Chị nói thì câu được câu mất, nhưng mà em hiểu nội dung câu chuyện của chị. Có nghĩa rằng là khi người mới đăng ký mới hoàn toàn, nếu như người ta đăng ký Mister á, thì người ta chỉ hưởng được những cái quyền lợi từ Mister thôi. Còn nếu như được siêu anh đi, được tuyển người á, thì bắt buộc người ta phải trở thành nhà phân phối của Crowdone. Hiểu không ạ? Ok, chị cảm ơn rồi, chị hiểu. Rồi, ok, cảm ơn chị. Rồi tiếp tục ạ.